Chào các em, đón xem ai đây nào. Vâng, là tôi, Bớp. Hãy cùng học tập với Bớp nhé. Xin chào các bạn, tôi là xe lửa Bớp và là DJ chủ trò của các bạn. Chào mừng các bạn đến với màn trình diễn ngữ âm của chúng tôi. Những người tham gia trong chương trình này của chúng tôi là các chữ cái trong bảng chữ cái. Thật tuyệt vời phải không? Họ sẽ hát, nhảy và dạy cho chúng ta những âm thanh được bắt đầu bằng các chữ cái. Bây giờ, hãy nói lời chào mừng đến các vị giám khảo tuyệt vời của chúng ta. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Vâng bác. Hãy chào mừng cô Anne. Nana, tôi biết Anne. Khi bạn đếm từ 1 đến 10, họ là Nana số này. Hãy bắt đầu với Anne. Với ông tìm trong ví cô y tá này ngọt ngào và rất dễ thương. Nana nurse, Nana nurse. Tôi thích màu xanh đó và tôi chắc bạn cũng vậy. Tôi và nó lên trên mông tây. Nana nails, Nana nail. Thấy chú chim nhỏ đó nó hát một bài khi nó đang xây dựng tổ sinh. Nana nest, Nana nest. Mỗi buổi sáng cha nắng luôn ở bên cạnh. Bạn có biết tôi thích xem chi? Câu chuyện và hình ảnh trong báo chí sáng nay. Nana newspaper, Nana newspaper. Khi bạn chơi bóng đá với bóng rổ này để ghi điểm bằng phải tung lưới. Nana net, Nana net. Những bông hoa hương rất tươi người này. Hoa hồng, hoa huệ phải không? Tôi có thể phân biệt với môi tôi. Nana nose, Nana nose. Khi bạn quên, bạn không muốn, băn khoăn lo lắng nhiều, bạn có thể ghi chú ở đây. Na na no, na na no. Sau cơn ba tôi có anh không thích đi bác sĩ và hát dê là hát yêu thích. Na na na, na na na. Giám khảo ơi, cho chúng tôi đánh giá của các bạn nào. Tốt đẹp, khéo léo, cao quý, mới lạ, tự nhiên. Cảm ơn cô Anne và các giám khảo. Chúng tôi sẽ sớm quay lại với những âm thanh ngọt ngào của các chữ cái trong bảng chữ cái. Đã đến lúc tạm biệt. Chào các em. Xem lại video và đếm số từ. Bắt đầu từ chữ cái đầu tiên trong tập này. Đừng quên đặt câu trả lời trong phần bình luận dưới đây. Cảm ơn các em.